Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ và hôm nay em lại cập nhật cho anh chị và các bạn một mẫu xe Lexus LS 460L. Chiếc xe sản xuất là 2015 và đang hiện đang có mặt tại Auto 139. Địa chỉ đơn vị là 139 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội. Các bác quan tâm thì có thể qua cửa hàng để xem xe và trải nghiệm về một mẫu xe cực kỳ đẹp, sử dụng khối động cơ là V8 4.6 lít 32 van. DOHC cùng với công nghệ van biến thiên thông minh kép kết hợp với hộp số tự động của chiếc xe là 8 cấp cho anh chị và các bạn là các chế độ lái để anh chị và các bạn có thể là cảm giác lái và trải nghiệm trên mọi cung đường các chi tiết về phần ngoại thất của chiếc xe thì vẫn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va không ngập nước bảo trách test toàn quốc anh chị bạn có thể mang ra hãng hoặc GALA chỉ định để kiểm tra với chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội các chi tiết về phần đuôi xe thì có trang bị dạng led cụm đèn hậu cũng như là cảm biến đùi cam nùi à, giúp cho anh chị và các bạn lùi xe một cách an toàn trong những cái cung đường chật hẹp hoặc là khuất tầm nhìn sơn si của chiếc xe mặc dù là sản xuất là 2015 nhưng mà vẫn được chủ xe rất là giữ gìn trải qua là cũng là đến hơn 7 năm sử dụng rồi Đấy, mâm thì trang bị mâm hợp kim đa chấu đa lan, có trang bị uh, một dàn ốp Michelin Và đây là không gian hàng ghế thứ hai. Với uh, không gian hàng ghế thứ hai thì rộng rãi cho ba người ngồi. Khi hạ bệ thì tay thì mình chỉ ngồi được hai uh, người thôi. Đấy. Các chi tiết là uh, rèm điện rồi là các phím nhớ ghế điều chỉnh bọc da ô cỗ chất liệu cao cấp hệ thống giải trí âm thanh Meridian. À xin lỗi chị bạn là hệ thống giải trí âm thanh Maclevision. Và đây là cái chất lượng ghế da này các bác có thể thấy. Chất lượng ghế da còn rất đẹp. trần thì trang bị trần da lộn. Các phím bấm điều chỉnh, điều hòa rồi nhiệt độ Làm mát ghế, sấy ghế đầy đủ để chị bạn có thể lựa chọn và điều chỉnh âm thanh hệ thống âm thanh. Chủ xe thì đã trang bị thêm một lớp thảm trải sàn thôi và có trang bị cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai anh chị nhé có cổng sạc đầy đủ không gian rất là rộng rãi có màn hình trần và cửa sổ trời và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan với hàng ghế lái đây là không gian hàng ghế lái thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn các phím điều chỉnh chức năng như là nhớ ghế rồi là lên xuống kính chỉnh gương tay nắm cửa mạ trôm thất bọc da, ô gỗ các chi tiết được thiết kế rất là tinh tế tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ bậc lên xuống này các bác có thể thấy vẫn không hề có hiện tượng sức xác ghế chỉnh điện đa hướng các chức năng có các chế độ massage đầy đủ xe sản xuất là 2015 anh chị nhé Vin viết của chiếc xe em quay rất là rõ để anh chị bạn thể thấy Công nghệ trên mẫu xe này thì uh, nó trang bị rất nhiều Chìa khóa thông minh rồi đèn pha tự động Điều chỉnh góc chiếu, làm mát ghế, sấy ghế, sởi ghế và cửa sổ trời, cửa hít, ghế massage, rèm che lắng, trình điện, rồi màn hình DVD, hệ thống âm thanh, mắc MacDiv các chế độ lái để anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Đấy. Em quay rất là thấy rõ để anh chị bạn thấy Chất lượng ghế da thì vẫn còn rất là hoàn hảo Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về bộ máy của chiếc xe Để ta cùng đánh giá tổng thể xem có đẹp không Chiếc xe này hiện tại nếu mà anh chị và các bạn mua trong hãng thì nó có giá khoảng đến khoảng 10 tỷ Nhưng đến với cửa hàng ngay lúc này thì anh chị bạn chỉ sở hữu chiếc xe này dưới 3 tỷ 6 thôi là đã có thể sở hữu một chiếc xe Lexus LS 460N Xe làm bánh quãng đường là hơn 50.000 km Các chi tiết máy móc thì vẫn còn nguyên zin Cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi từ kênh mua bán xe cũ Và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo Cũng rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết Cũng như góp ý chia sẻ cho em ở phần bình luận Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo